Chào mừng các em đến với buổi học của bộ môn mỹ thuật ngày hôm nay. Bài hôm nay chúng ta cô sẽ hướng dẫn cho các em phần ôn tập để chúng ta thi học kỳ 1. Đầu tiên sẽ là phần tham khảo, tiếp theo sẽ là phần thực hành. Ở phần tham khảo thì ở những tiết trước cô đã hướng dẫn cho chúng ta cách trình bày bìa sách. Và hôm nay chúng cô cũng sưu tầm thêm một số những cái mẫu bìa sách để chúng ta tham khảo, để chúng ta có ý tưởng khi chúng ta đặt tên sách, rồi tên tác giả, biểu trưng và tên nhà xuất bản sao cho phù hợp. Và đây là những mẫu bìa sách được thiết kế cũng như là sắp đặt tựa tên sách nè, tên tác giả, biểu trưng và nhà xuất bản hợp lý để chúng ta tham khảo. Và màu sắc cũng vậy, tùy theo nội dung của cái quyển sách mà người ta sẽ sử dụng những cái gam màu sao cho phù hợp. Phần thứ hai cô ôn tập cho các em đó chính là phần trình bày khẩu hiệu. Thì ở tiết trước cũng đã hướng dẫn cho chúng ta các bước tiến hành trình bày một cái khẩu hiệu sao cho hợp lý. Thì tùy theo ý thích chúng ta có thể lựa chọn những cái khẩu hiệu ngắn gọn, dễ đọc. Hoặc có thể sử dụng chữ in hoa nét đều hoặc in hoa nét thanh nét đậm để trình bày. Có thể vận dụng thêm những cái hình ảnh cũng như là đường viền để trang trí cho nó nổi bật cái khẩu hiệu của mình. Và đây là những cái khẩu hiệu mà gần gũi với lại học sinh của chúng ta và giáo viên, ví dụ như là dạy tốt, hoặc là học nữa, học mãi. Ở phần thực hành chúng ta sẽ thi học kỳ là các em sẽ chọn một trong hai để trình bày bìa sách hoặc là trình bày khẩu hiệu theo ý thích của mình. Hướng dẫn về nhà, chúng ta hoàn thành bài ghi và chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra học kỳ 1. Và để chuẩn bị cho tiết học kỳ 2 thì các em xem trước bài giới thiệu tỷ lệ khuôn mặt người và dụng cụ chuẩn bị để chúng ta thi học kỳ 1, thì chúng ta lưu ý cho cô những cái dụng cụ như là tập sách, bút chì, thước, màu, gom. Còn dụng cụ chuẩn bị cho tiết sau thì chúng ta mang theo tập ghi, sách giáo khoa, giấy A4 hoặc có thể là giấy tập, bút chì, gom. Tiết học của chúng ta tới đây là hết. Thân ái chào các em, chúc các em nhiều sức khỏe.